Xin chào tất cả các em. Nhắc đến đi học không gian lớp 1 là các em rất sợ đúng không ạ? Đấy. Thì một trong những câu mà các bạn rất sợ đó là câu khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau thuộc phần hình học lớp 11 cuối lớp 1 các bạn, được chưa? Đấy. Thì hôm trước thì cô đã chữa chi tiết cái đề thi minh họa cho các bạn học lớp 2K2 cô rồi. Tuy nhiên thì có rất nhiều bạn rất sợ với câu hình học không gian giữa khoảng cách hai đường chéo nhau này, được chưa? Thì hôm nay cô sẽ chữa chi tiết lại cho các bạn xem nhé. Để khi mà các bạn ở nhà, các bạn vẫn có tài liệu ôn thi và nghe lại những bài chữa của cô, được chưa? Thì riêng cái bài câu thứ 37 trong đề thi minh họa các bạn ấy là cái câu mà nói về khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau trong một cái hình thang, được chưa? Thì bài này cô sẽ chữa cho con theo hai cách. Một là cô sẽ chữa cho bạn theo cách nó không gian thông thường ở lớp 1 cô dạy, được chưa? Hai là mình sẽ chữa theo cách gắn chung tọa độ của lớp 12 nhá. Thì tuy nhiên thì hôm nay trước tiên là cô sẽ chữa cho bạn theo cách lớp 11 đấy nhá, để các em lớp 1 xem luôn, được chưa? Thì mình phải hiểu là để tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau thì mình phải tính như thế nào. Thì đầu tiên ý, mình phải hiểu này, SB và DM chúng là hai đường thẳng chéo nhau. Và tại sao lại chéo nhau? Hai đường thẳng được gọi là chéo nhau khi chúng thuộc hai mặt phẳng khác nhau, được chưa? Các bạn nhìn vào hình dạng thì thấy SB và DM, DM là thuộc mặt phẳng này đúng không ạ? SB là thuộc mặt phẳng B đúng không ạ? Khác nhau, do vậy chúng chéo nhau rồi. Về phương pháp thì mình nhớ là để tính hai đường thẳng chéo nhau mình tính như sau nhá. Các bạn nhớ về phương pháp này. Cô nhắc lại các bạn phương pháp đã phải qua biết làm bài này, dù là làm theo cách nào thì các bạn vẫn phải dùng phương pháp này thôi, được chưa? Phương pháp giải này. Đấy. Thì các bạn nhớ bài phương pháp giải của cô nhé. Bạn để tính, được chưa? Để tính này. Khoảng cách nhé. Giữa hai đường thẳng chéo nhau. Giữa hai đường thẳng chéo nhau. Được chưa? Chéo nhau nhé. SB, được chưa? SB này. Và DM, được chưa? Đấy. Thì mình cần phải làm thứ tự như sau này. Thứ nhất là mình phải chọn mặt phẳng, một mặt phẳng chứa SB và song song với diện DM, được chưa? Thì mình phải chọn tìm, hay chính xác người ta bảo là tìm một mặt phẳng chứa một đường và song song với một đường còn lại, được chưa? Thì khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau sẽ bằng khoảng cách từ đường thẳng ở ngoài đến mặt phẳng đó, hay chính xác là bằng khoảng cách từ một điểm trên đường thẳng đó đến mặt phẳng kia, được chưa? Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ chọn đường thẳng nào. Thứ nhất là mình sẽ chọn mặt phẳng chứa SB nhé và song song với DM. Thế các bạn nhìn này, thứ nhất là cô chọn mặt phẳng, chọn thì cô sẽ định chọn mặt phẳng SBC, chọn mặt phẳng SBC chứa SB, chứa SB và song song với DM. Đấy. Thì bây giờ là khoảng cách, được chưa? Khoảng cách nhé. Giữa diện, giữa SB đến diện đến DM ấy. Đấy. Thì các bạn sẽ bằng khoảng cách từ gì nhỉ? Từ DM đến mặt phẳng SB gì ạ? BC. Hay chính xác là cô sẽ định là tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SBC. Đấy. Thì các bạn phải nhìn này, nhìn trong cái bài giảng cô ngày xưa cô hướng dẫn các bạn rồi, được chưa? Nếu như những bạn học theo cô lớp 11 phần hình không gian mà tính khoảng cách là giống nhau ấy, thì phần này cô giảng rất là kỹ nhá. Cô giảng rất kỹ phần này cho các bạn rồi, được chưa? Phương pháp như nào, làm thế nào, và khi mà mình đã tìm ra được điểm thì mình đổi điểm như nào. Thông thường những cái điểm mà các bạn cần tính ấy, được chưa? Thì thường không tính được đâu ạ, mà bạn phải đổi qua điểm khác. Thì đổi thế nào nhá? Quy tắc đổi như sau này. Các bạn hình dung này, nếu như các bạn học lớp 1 thì hình như bài này có dạng trong phần cô dạy rồi, được chưa? Đấy, chính xác là có chính xác bài này thôi, chỉ là dữ kiện cô cho dữ kiện khác thôi. Ví dụ đây là 2A, được chưa? Đây là A chẳng hạn, được chưa? Ví dụ thế, được chưa? Các bạn nhớ nhá, cái phần này cô chữa kỹ rồi. Thì các bạn biết là khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SBC, được chưa? Đến mặt phẳng SBC các bạn là không tính được. Tại sao nó không tính được? Vì nó không thuộc chân đường vuông góc, nên mình không thể kẻ khoảng cách được, được chưa? Khoảng cách thực chất là mình đi tìm hình chiếu vuông góc của điểm đấy lên mặt phẳng, đúng không ạ? Và từ M thì mình không kẻ được. Nhưng từ M thì mình có thể chuyển về chân đường vuông góc là A. Thì mình làm được chưa? Mình sẽ di chuyển từ M, đổi từ M sang gì ạ? Sang A, để mình tính bằng cách từ A đến mặt phẳng SBC, được chưa? Đấy. Thì cô sẽ định đổi về A nhé, được chưa? Bằng bao nhiêu đó thì mình sẽ đổi về A. Về A thì bây giờ mình phải hình dung bài toán đã. Đổi về A, A là chân đường vuông góc rồi, đúng không ạ? Đấy, A là vuông góc ở đây này, được chưa? Đấy. Thì về A thì mình sẽ kẻ, nếu như những bạn đã học hình thang ở cái phần mà lớp 1 cô dạy rồi ý, thì các bạn nhớ là từ A bao giờ mình cũng kẻ vuông góc xuống SC, được chưa? Kẻ vuông góc tới SC nhá. Và
Và cô nhắc cô đây này, các bạn nhìn kỹ cái đề hình đề nó trông khá là đẹp này. Thứ nhất là ba cạnh này bằng nhau đều bằng A, có nghĩa là hình thang này là một nửa của gì ạ? Lục giác đều, được chưa? Hình thang này là một nửa của lục giác đều này, các bạn nhìn này. Thì cái đoạn này này, chưa? M là trung điểm thì đoạn này này. Cái đoạn CM này cũng bằng gì ạ? Đấy nha, nhìn này. Đoạn CM các bạn này nó cũng bằng A. Được chưa? Đoạn CM của bạn cũng sẽ bằng A nhá. Đoạn này bằng A này, đoạn này cũng bằng A, được chưa? Đấy. Và góc C này mình sẽ gì ạ? Sẽ vuông. Cái phần của chúng mình rất là kỹ cho các bạn ở những cái bạn học theo lớp 1 nhá. Góc C này nó cong vuông này. Bạn nhìn nhá. Tại sao góc C này cong vuông? Bạn phải hình dung biết góc C vuông đã. Thì tí mình đi kẻ vuông góc bởi vì lý do như này nhá. Các bạn thấy tam giác ACB đúng không ạ? Tam giác ACB này. Được chưa? Có gì ạ? Đường trung tuyến bằng 1/2 cạnh huyền, được chưa? Theo định lý của lớp 2 đúng không ạ? Đấy. Thì tam giác này sẽ vuông tại gì ạ? Tại C. Mà tam giác vuông tại C thì tuyệt vời quá đúng không ạ? Để tí nữa mình tính được gì ạ? Tính được AC nhá. Thì từ A thì cô sẽ hạ AH bởi vì cô đã dẫn các bạn nhiều những bạn đã nghe nhiều phần hình ra thì các bạn biết rồi đúng không ạ? Hạ A thì ạ, AH vuông góc xuống là gì ạ? Xuống S thì ạ, SC. Thông thường nếu mà làm tự luận ấy là các bạn phải chứng minh AH vuông góc với mặt phẳng gì ạ? FBC thì ra phần chứng minh rất là dễ thôi, đúng không ạ? Đơn giản nhưng mà mình làm trắc nghiệm nên mình chỉ hiểu bản chất và mình kể và tính cho cô cho nhanh nhá. Đấy. Thì là các bạn thấy này, AH này chính là khoảng cách này, được chưa? Đấy, thì bằng bao nhiêu lần AH? Thì các bạn nhìn thấy M là gì ạ? M là trung điểm của AB. Nên khoảng cách từ M đến khoảng FBC bằng gì ạ? Bằng này, ghi cho cô nhá, bằng 1/2 khoảng cách từ A. Cách từ A nhá. Thực ra là cô rất thích chữa cách này hơn cách là chụp từ độ các bạn ạ. Bởi vì là thực ra nếu đã học hình cung giang thì khi mà các bạn làm theo hình cung giang vẫn là thể hiện đẳng cấp và trình độ nhất, được chưa? Đấy. Cách chụp từ độ thì cũng hay thôi, nhưng tuy nhiên chỉ dành cho các bạn yếu hình cung giang, được chưa? Các bạn vẫn dùng vẫn chụp từ độ lớp 12 và nó có một cái nhược điểm là chỉ khi nào có chân đường góc các bạn mới gắn được. Còn nếu mà khoảng cách mà không có chân đường góc là các bạn tìm luôn nhé, rất nguy hiểm. Đấy. Bằng 1/2 cách từ A đến mặt phẳng SB gì ạ? BC và bằng 1/2 gì ạ? 1/2 AH. Được. Cái việc là mình tính AH là cũng đơn giản thôi. Để tính AH nhé, tính AH, tính AH dựa vào tam giác vuông của các bạn là tam giác vuông FAC. Có rất nhiều bạn không biết là tại sao là các bạn lại vuông nhé. Bởi vì FA để vuông góc mặt phẳng này, FA vuông góc tất cả các cạnh của mặt phẳng này, nên đương nhiên FA thì vuông góc FA thì AC. Nên tam giác FAC vuông tại A nhá. Thì theo định lý, một cái định lý chương 1 của lớp 9 của các bạn đấy, được chưa? Định lý đấy thì các bạn nhớ là cái định lý về tam giác vuông nhá, là 1 trên AH bình. Các bạn thi cấp 3 các bạn phải nhớ đấy ạ. Còn gì ạ? 1 trên gì ạ? FA bình cộng 1 trên gì ạ? AC bình, được chưa? Thì như thế này này, quan trọng là các bạn phải tính được AC, được chưa? Thì phía cho cô này, cái công thức này cô đã cho các bạn ghi nhiều ở bài khoảng cách rồi, đúng không ạ? Thì các bạn chỉ việc là gì, tính cho cô như này. Cô này thì bằng gì nhỉ? Bằng AC bình, đúng không ạ? Cộng với gì ạ? SA bình, được chưa? Trên SA bình nhân gì ạ? AC bình, đúng không? Thực ra là đây cô suy ra các bạn cũng được, thì cô chữa chi tiết để một số bạn yếu và không hiểu nhá. Đấy. Thì suy ra AH của các bạn ấy, AH của các bạn nhá, nó bằng này, được chưa? Bằng lần ngược nó lên, nhá, lần ngược là SA bình, chưa? Nhân với AC bình trên gì ạ? SA bình cũng được, chưa? Cộng AC bình, chưa? Đấy, nhớ cái này nhá, bởi vì nào? Cái phần này thì những bạn mà học cô thì cô đã cho các bạn công thức tính nhanh luôn, tức là một phát tính ra công thức này luôn, được chưa? Đấy, nhưng mà những bạn mà chưa biết biến đổi thì các bạn lên là biến đổi cô chuẩn chỉ như này mới ra được nhá. Đây là bình cộng AC đấy, được chưa? Đấy, cái quan trọng mình tính được AC là xong nhá. Tính được AC là như thế này này, đấy mình suy ra như thế này ạ. Tính AC nhìn thấy cô hướng dẫn tính AC này thì cô đỡ phải viết trên bảng này nhá. Tam giác ABC này là tam giác gì ạ? Vuông tại C, vừa nãy cô nhắc rồi đúng không? Đấy. Thì có gì đâu, mình dùng gì ạ? Dùng Pythagore là mình tính AC thôi đúng không? AC này, con này bằng gì ạ? Bằng A, con này bằng 2A, đúng không ạ? Nhá. Thì các bạn nhớ là AC của mình bằng gì nhỉ? AC của mình ý ạ? Đấy, nhìn nhá. Các bạn bằng căn bậc 2 của AB bình, đúng không ạ? AB bình cộng gì ạ? Cộng BC bình, đúng không ạ? Đấy, và bằng căn bậc 2 của gì ạ? 2A bình thì là 4A bình, đúng chưa ạ? Cộng với A bình, đúng không ạ?
À, các bạn sẽ bằng A, xin lỗi nhé các bạn, bằng AB bình trừ BC bình vô nhá. Thì AB mới là cạnh quyền, trừ đi A bình, được chưa? Đấy, thì con này các bạn chỉ bằng gì nhỉ? Bằng 3A bình, đúng không? 3 bình tức là AC của mình bằng A căn 3. AC bằng A căn 3, cái này bạn tính ngoài lề được, bởi vì là nó cũng không phải là lấy cái hình dạng, đúng không? Thôi được rồi, tôi chỉ bày cho các bạn luôn nhá. Xét tam giác vuông SA gì ạ? Xét tam giác vuông là ABC vuông tại C nhá. Được chưa? Đấy. Thì AC các bạn đi bằng căn bậc 2 Pythagore nhá, bằng AB bình trừ với lại BC bình, đúng không? Căn bậc 2 là gì ạ? 4A bình cộng gì nhỉ? Trừ A bình. Còn căn bậc 2 của 3A bình bằng A căn 3. Được chưa? Sau bạn thay vào sao luôn không? Thay vào sao? Bằng sao nhá. Thì AH của mình ấy bằng gì? AH của các bạn bằng gì nhỉ? SA bình tức là bằng 9A bình, đúng không ạ? 9A bình này nhân cho cô là AC. AC của mình là 3A bình, đúng không ạ? Trên dưới mẫu là 9A bình cộng cái gì nhỉ? 3A bình. Đấy, bằng gì nhỉ? Con này các bạn nhé, 27 A 4 dưới mẫu là bao nhiêu nhỉ? 12 A bình. Mình chia bớt đi, chia bớt là 27 A 4 chia 12 cô đi là bao nhiêu? 27 12 nhá. Chia bớt cho ta đi. Bằng 9, 9 phần 4 đúng không? Đây, căn bậc 2 của gì ạ? 9, được chưa? Chia bớt đi, 9 A bình chia gì ạ? Chia 4 đúng không ạ? Và con này nó còn 3A trên gì ạ? Trên 2. Đấy, để không ạ? 3 trên 2 nhá. 3 trên 2, được chưa? Nhưng mà bây giờ mình tính xong AH đã xong chưa ạ? Chưa đúng không ạ? Tính xong AH ý, thì mình phải xem lại là AH ở đâu nhỉ? AH ở trên kia. Đây. AH đây ạ. Cái khoảng cách từ đâu nhỉ? Khoảng cách từ M bằng 1 phần 2 AH cơ. Khoảng cách từ M. Từ M nhá. Đến SBC ạ. Bằng 1 phần 2 A. Được chưa? 1 phần 2 A. Được chưa? Thì sẽ bằng là 3 A trên 2 trên 2 là trên gì ạ? Trên 4. Được chưa? Đấy, mình xem là khoảng cách từ M thì chính là khoảng cách từ SB đến DM, đúng không? Bằng từ bằng DM đến SBC, có nghĩa là mình chọn đáp án gì ạ? Thì hôm nay cô giới thiệu cho các bạn là cái bài hình không gian có cách giải của chúng nhau của chương trình 11 nhá. Thì hẹn gặp lại các bạn vào buổi hôm sau, cô sẽ quay và chữa đúng bài này bằng phương pháp đáng chú độ lớp 12 nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các em vào bài sau.